Mày đâu à? Đi qua nhà bà ba coi, nghe nói nhà bà bị cháy. Tao qua tao coi nè. Đấy. Trời ơi. Tao chiên đời báo kiếp cho thằng nào con nào mà tới đốt chuồng gà nhà tao nhá. Tao nuôi một đàn gà để Tết tao bán tao kiếm lời. Tại sao mà mày đốt chuồng gà nhà tao? Tao trù cho mày á. Mày đi đằng đông thì mày lạc đằng đông, mày đi đằng tây thì mày lạc đằng tây, mà mày đi xe hơi á thì bị hết xăng, mày đi xe máy á thì bị xì lốp, mày vào trong nhà thì bị cúp điện. Đó, mày nghe rõ tao chửi chưa? Hả? Ôi. Mà có cái gì nghiêm trọng không mà chửi dữ rồi ba? Không có gì nghiêm trọng hết. Đây này, một đàn gà nó đứng chui của tao hết rồi đây này. Ủa, rồi bà có báo công an chưa? Ờ, hay là bà có gây thù chuốc oán gì với hàng xóm láng giềng không? Tao chưa kịp báo công an, tao chẳng có gây thù chuốc oán gì hết. Năm đời bảy đời chín kiếp nhà tao á, ăn ở có đức độ, ăn ở có hàng xóm. Mày nhìn tao á, mày biết gia đình nhà tao tử tế, hiền lành như thế nào rồi. Ừ, hiền. Hiền. Thôi, để tụi con vô coi có sao không cho. Thì đó, hai đứa cho mày vào đi, giải quyết cái vụ việc này cho tao. Tao sẽ tặng cho mỗi đứa một gà nướng chui. Đi đi. Tức muốn chết thì được. Cái lũ quỷ ở trong cái xóm này, chịu sao nổi. Mà ăn chai nước nha. Nhiêu ạ? 20. Mắc chưa? Mấy tiếng nhìn đảo không? Ơ, à, anh Phương. À, để chơi gì anh? Dạ, qua chơi vậy thôi. Nhà này bắt được không? Thôi, cũng lầy rai rồi mày ơi. Mua gì không? Không, qua nhiều chuyện với ông tí mà. Mà ông biết vụ nhà bà ba bị cháy chuồng gà không? Ghê lắm, nghe đâu bị đốt pháo á. Mà mấy thằng trẻ gì manh động à. Pháo á mà nó đem nó đốt, công an biết nó bắt chết luôn. Tao có nghe nói gì đâu. À, bị lâu chưa? Mới đây hàng xóm không quan tâm vậy chứ. Mà không biết ai bán, có khi nào ông bán không? Ê, mày khùng hả mày? Tao đây làm ăn đàng hoàng, buôn bán ba cái đồ tập quá thôi. Bánh kẹo, mứt, trái cây nữa. Khi nào thấy mới tin chứ. Nói ai mà tin. À, mình quen biết nhau ha. Không tin, nè, coi đi. Bánh mứt, chuẩn bị Tết á. Mứt hương dương rồi ha. Mà thôi đi, mày cũng rảnh hơi quá. Sáng sớm qua đây cà khịa tao. Rồi mày lượn đi cho nước trong đi anh ơi. Tao còn đi giao hàng nữa. Thì đi, đi gì tao cũng rảnh quá trình bày với mày. Gì đâu. Gì? Mày á, tao nói mày rồi, chơi cẩn thận xíu. Mày chơi manh động quá, bây giờ thám tử nó nghi ngờ rồi kìa. Hàng tao giấu chỗ khác rồi. Rao kia chào tao xíu đi. Nhớ phải cẩn thận. Công an mà thó cả lũ á, đi tù á. Anh dắt em đi đâu anh Phương? Nhà này nhà tao, mày yên tâm đi. Tao chuẩn bị để sau này về ở ẩn mà. Cái gì ghê vậy? Cũng phải chuẩn bị đường hậu chứ mày. Sao, thấy được không? Thôi, vô. Nè. Bao lô mày luôn. Nó giòn không đó anh? Bao. Thử không? Thử không? Thôi, được rồi. Tiền đi. Rồi, mang ra ngoài đi, em gửi tiền. Đi. Lần này anh bao mày đốt trước cả tháng luôn. Hành vi tiêu thụ và tàng trữ chất cấm của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Tối hôm trước, tôi đã chứng kiến một kẻ bịt mặt ném pháo vào xe của chị Tám, làm chị ấy ngã xuống đường. Và khi tôi chạy đến để can thiệp, kẻ này đã có hành động chế giễu tôi rồi bỏ chạy. Tôi chỉ nghĩ đây là một trò nghịch ngợm, phá phách nên tạm bỏ qua để đưa chị Tám đến bệnh viện. Nhưng ngày hôm sau, đến lượt chuồng gà của bà ba bị cháy, gây thiệt hại về tài sản rất lớn. Đây này, một đàn gà nó đứng chui của tao hết rồi đây này. Tôi đã vào sân sau để kiểm tra hiện trường và tìm thấy một xe pháo giống như ở con hẻm tối hôm trước. Tôi kết luận đây chính là nguyên nhân gây ra cháy nổ và rất có thể là cùng một thủ phạm, nên tôi đã cùng công an phối hợp điều tra. Ở quán nước, tôi đã nhìn thấy thanh niên này đeo một chiếc nhẫn rất to ở ngón tay giữa của bàn tay trái, giống như kẻ đã giơ tay khiêu khích tôi ở tối hôm trước.
và chúng tôi xác nhận anh ta là đối tượng tình nghi và bám theo anh ta để tra hỏi. Gì? Mày là cái thằng đốt pháo làm mà tám té xe đúng không? Mày đừng có mà vu khống. Cho mày có chứng cứ không? Này là gì? Nhờ cái chiếc nhẫn này mà tao mới biết mày á. Xét người đó. Ê! Bỏ ra. Này. Chói đi. Mày chói nữa đi. Lên phòng mày. Đi. Chúng tôi cần biết ai là người đã cung cấp số pháo này cho anh. Em biết gì đâu. Nếu anh thành thật khai báo, chúng tôi sẽ xem xét khoan hồng. Còn không thì hình phạt phải lên đến 11 năm trong tù đấy. Ken đã ngoan ngoãn hợp tác và khai người bán pháo cho anh ta chính là anh Phương bán tạp hóa. Khi tôi đến cửa hàng để hỏi chuyện anh thì anh liên tục chối là anh không có bán pháo. Tao đây buôn bán đồ tạp hóa thôi. Nhưng khi kiểm tra thùng hàng, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc pháo ám và bịch hạt hướng dương. Anh đã để ý biểu hiện nghi ngờ của tôi nên liền đuổi tôi về trước khi tôi phát hiện. Đi căng trời. Đúng như tôi dự đoán, anh đã thấy không ổn nên liền đem thùng hàng này giấu đi. Tôi liền bám theo anh để xem kho hàng cấm của anh ở đâu. Nhưng không may tôi đã đụng phải người đi đường. Phút trì hoãn này đã làm tôi mất dấu anh. Chúng tôi buộc phải nhờ Ken lần nữa vì Ken là khách hàng của anh. Anh dễ dàng tin tưởng và chở anh ta đến nơi giấu thùng hàng. Nhà này nhà tao, tao chuẩn bị sau này về ở ẩn. Gì ghê vậy? Cũng phải chuẩn bị đường hậu chứ mày. Sao, thấy được không? Thôi vô. Chúng tôi núp bên hông nhà để nghe toàn bộ câu chuyện của anh và tiến hành bắt giữ anh tại trận cùng tang vật. Biết quay đầu là tốt em trai. Mày. Mày tao vậy đó. Đi. Ôi, buồn làm gì? Cảm ơn chú em cho anh con gà tối làm gà giả cày nha. Chiều anh nhậu. Thôi, qua nhậu với các ông khác thì tự gặm nhấm nỗi đau. Bét của tôi thành món nhậu của các ông rồi còn gì nữa. Đau hơn cả quá. Lây dân mà tiếc chỉ con gà cùi. Về luyện lại, qua đây anh cho mày lấy vốn lẫn lãi luôn. Tất nhiên rồi. Thôi, về đây. Sen ơi, giá bê đồ nè. Sen. Đâu vậy? Em đi coi đá bét. Bét biết gì đây? Đây không phải chỗ đi chơi. Ra đi. À biết rồi. Anh cho em dùng quyền trợ giúp gọi người thân đấy. Gọi nhanh lên. Alo. Đang đứng trước cửa nè. Ra đón vô coi. Đợi xíu đây kìa. Ông anh, mấy ông bạn em tới thả thính á. Ông anh cho vô đi. Ông anh có thêm tiền sâu. Bạn mày phải không? Đảm bảo không đó? Đảm bảo mà. Ừ. Đảm bảo thì đảm bảo. Theo tao. À, đường vô lắc léo chứ trời. Thì cũng phải ở mấy chỗ khó khó thì mới không có bị bắt chứ. Hành vi đá gà của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Hôm trước tôi đang ngồi uống nước với bác hàng xóm thì nghe tiếng hô cướp. Do tôi thua đá gà quá nên tôi làm liều kiếm tiền để gỡ lại. Thôi rồi, mong anh khai báo danh tính của những kẻ này. Chúng tôi sẽ xem xét khoan hồng và giảm nhẹ tội cho anh. Dạ.
Anh nói với mày rồi, ở đâu có đá gà, ở đó có công an. Nước em có cho chị. Nhờ vào lời khai của Ken, tôi đã đi dò hỏi để tìm ra sới gà này. Chị em hỏi. Gì em? Gà này bên ông đá. Ồ, chắc nó chuyển đi đâu rồi em ơi. Kìa, thằng đó là chủ trường gà kìa. Em hỏi nó đi. Để xem làm trả tiền. Rồi rồi. Tôi liền bám theo anh để xem anh đã dời trường gà này đi đâu. Tuy nhiên anh biết mình bị bám theo nên đã rẽ vào lối tắt và thoát khỏi sự thăm dò của tôi. Vì Ken là người chơi quen thuộc ở đây nên chúng tôi đã nhờ anh ta tra chọn vào điểm đá gà mới và giới thiệu chúng tôi vào tham gia. Ông anh, mấy ông bạn em tới thả thính á. Ông anh chơi vô đi. Để chứng kiến tận mắt các người cá cược bất hợp pháp với số tiền lớn và bắt giữ các người tại trận. Mời tất cả theo tôi lên phương. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Đá gà là một trò chơi dân gian trong dịp Tết. Tuy nhiên, ở một số nơi, trò chơi này đã biến tướng thành trò đen đỏ bất hợp pháp, làm nhiều người tán gia bại sản, dẫn đến nhiều hành vi trộm cướp lúc băng cung. Nếu phát hiện những tụ điểm đánh bạc trá hình như thế này, hãy báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành triệt phá. Bông ơi, bông ơi. Cũng vừa bà lắm. Ủa, chuyện gì vậy chị? Tụi nó đó, nó thuốc con bông của tôi chết rồi. Nó quân mà ác nhân sát đất đó. Tại vì nó ganh tị bà biết không? Nó tức tối với tôi cho nên nó âm thầm nó giết con bông của tôi nè. Ê mà ha, ông thầy điểm coi linh ghê luôn á. Ổng phán là vô Tết là nhà bà có tang liền. Mà ai ngờ là nhà tang con bông. Mà cũng phải bà thôi. Bà mà chịu tốn 10 triệu rồi bây giờ con bông bà còn sống nhăn. Tám. Con bông nó ăn cái này chết hả bà Tám? Coi đành đạn không? Quân nào mà ác nhân sát đức mà đành đòn để cho cái thằng nhỏ nó ăn như vậy nè. Chuyện quá, đi về. Thằng này nữa đi về. Không chuyện tào lao gì đâu. Thôi bà thôi chứ. Bông ơi là bông ơi. Nè bà ba, nhà cái ông thầy ở đâu? Chứ cái thằng quỷ như tôi á, năm nay cái số nó sao rất là cao. Thế nên tôi muốn tìm ông thầy về dạy nghệ cho nó đó. Vậy là bà kiếm đúng người rồi, tôi gãi đúng chỗ cho bà coi. Tôi biết ông thầy này, ổng tu ở trên núi, ở trong hang trong hốc. Ổng cao tay ấn dữ lắm. Ba cái đồ quỷ ma xung quanh đây là ổng cho hồn siêu phát tán hết. Cao lắm. Mà này, nhà không có sao không? Mà có mắt không? Bởi vì bà này thiệt luôn, tiền bạc làm gì quan trọng. Cái mạng của bà mới quan trọng đó. Rồi bây giờ tôi nói bà nghe, bà mất đi rồi tiền bạc bà để lại làm gì? Máy chị bà uống nước. Không có, mình đi liền chị. Đây. Má chị bà đi đâu rồi? Bà, mình đi coi bói cho nó, mình có cho nó đi cùng á. À, đi coi bói cho con hả? Cái này được nè. Mà con tưởng chị ba chỉ bán xà bông ở ngoài chợ thôi chứ đâu biết đi môi giới coi bói kiếm tiền nữa. Tiền để đâu cho hết bà. Kệ tao. Mà thôi, mày qua bển làm gì cho xin chuyện. Mời tôi dắt ổng qua cho. Bực mình quá. Chị ba. Đó, mày thấy chưa? Cái bạn mặc cái giết được ai cũng né không. Căng đó. Thằng này năm nay nặng vía, hãm lắm. Nam La Hầu là nặng lắm. Dạ. Tài sản tiêu tán. Dạ. Hồn phách tiêu tan. Bệnh tật tràn lan. Tan hoang nhà cửa. Dạ. Thầy ơi, con xem cái số tử vi của nó năm nay là nó sao Thái Bạch. Tiêu tan tiền tài chứ không phải là sao La Hầu. Mà con đang tính cho nó đi lấy vợ để giải nghiệp cho nó. Được không thầy? Mà có đứa nào nấy không ạ? Trời, bà lại kỳ ghê, bà làm thầy giận rồi đấy kìa. Cái bà này hay ha. Dạ. Bà tự coi được, sao bà không tự giải luôn đi. Dạ. Bà kêu tôi qua đây làm cái gì? Dạ không thầy. Sách của tôi á khác các sách tràn lan trên thị trường nha bà. Cái thầy á là núi đè. Đó, bà thấy con chó nhà bà Tám không? Thấy. Thầy ơi, con người trần mắt thịt á, thầy dạy sao thì con nghe. Dạ, chăm sự nhờ thầy ạ. Thế cuối cùng là con là sao gì này? Có cái sao nào mà cho con nổi tiếng? Cái thằng này vô duyên. Cái thằng này nè, cái thằng này là nặng nghiệp nhất đây này. Dạ thầy. Vừa La Hầu, vừa Thái Bạch. Phải dùng cho nó hai lá bùa nặng này. Một lá mang theo người,
để giải nghiệp cho bản thân. Dạ. Còn một lá ấy, thì chôn ở đầu giường giải nghiệp cho cả nhà. Dạ. Thầy ơi, vậy mỗi lá bao nhiêu tiền à? Một lá là 10 triệu. À? Hai lá là 20. Dạ. Nói không? Trời trời. Hóc môn dễ kiếm tiền gì hả? Bùa linh mà. Ủa? Ôi ơi, má định mua thiệt luôn. Dạ con gửi thầy. Lá bùa này thầy đã tu 7-7-49 ngày trên núi. Nhớ lời thầy dặn, phải chôn vào đúng 12 giờ và phải chính tay nó chôn thì mới linh nha. Dạ. Nè, con đeo vô trong người á, mà đừng làm rơi rớt nữa nha. Dạ. Thôi, thầy đi về đây. Dạ. Nhà chị cứ yên tâm, gặp thầy là ấm no cả năm. Dạ. Không còn lo nữa. Dạ. Thôi cũng về. Má ngồi đây nghe, con đi chơi. Đi đâu vậy? Nè, Vinh! Vinh! Công nhận thầy hay ghê luôn á. 20 củ ngon ơ. Đây, gái có công thì thầy không phụ. Gái lần sau cái thế phát huy nha. Cảm ơn thầy. Mà thầy cũng hay thiệt ha. Mấy cái món mà xúc xích nhân ốc vít của thầy á, làm biết bao nhiêu người thức tỉnh luôn. Thầy ra tay ấy, là gạo xay ra cám. Thôi, đi về đi. Dạ, đi về. Thầy làm gì? Sao bắt thầy? Hành vi lừa đảo mê tín dị đoan của các người đã bị tôi phát hiện rồi. Tôi đã tình cờ nghe được câu chuyện của thầy Bói và bà Ba ở quán cà phê về việc bà Tám không tin và không chịu chi 10 triệu để mua lá bùa. Không tin, tao sẽ làm cho nó tin. Và tôi đã thấy được thầy Bói đưa cho bà Ba bịch xúc xích, nhưng tôi không hiểu vấn đề gì cho tới khi con chó nhà bà Tám chết. Khi tôi nghe bà Ba nói về bà Tám về việc tiết 10 triệu mà để mất con chó 20 triệu, tôi đã nghi ngờ bà Ba. Bà chịu tốn 10 triệu là bây giờ đâu có phải mà tốn 20 triệu tới vậy đâu. Khi bà Tám đưa cho tôi mẫu xúc xích mà con chó ăn phải, nó làm tôi nhớ ngay tới bịch xúc xích mà gã thầy Bói đưa cho bà Ba. Khi tôi đòi đi cùng tới chỗ gã thầy Bói để coi thì bà đã đổi ý và không muốn tôi đi theo. Hành động và thái độ của anh vô cùng khả nghi, không có sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của một người tu tâm đắc đạo. Đã vậy, anh còn nói sai về sao chiếu mệnh của tôi năm nay. Nam La Hầu là nặng lắm. Thầy ơi, con xem cái số tử vi của nó năm nay là nó sao Thái Bạch. Và khi bị mẹ tôi bắt bẻ, thì anh lại tỏ thái độ khó chịu. Khi mẹ tôi hỏi về giá tiền của lá bùa, thì anh đã không trực tiếp nói mà để bà Ba mớm cho mẹ tôi. Vị trí 2 lá là 20. Yeah. Nói không? Hành động này nhằm đánh lạc hướng của tôi và mẹ tôi về hành vi lừa đảo trắng trợn của hai người. Và tôi đã khẳng định anh và bà Ba đã thông đồng với nhau để đi lừa đảo. Và khi hai người ra khỏi nhà thì tôi đã báo ngay cho cơ quan công an để theo dõi và tiến hành bắt giữ. Phải thưa mà mày đặt che mắt thám tử hả? Mời tất cả theo chúng tôi về phường. Đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Đầu năm, người Việt chúng ta luôn có truyền thống đi dân sao giải hạn để cầu cho một năm bình an và may mắn. Nhưng không vì thế mà tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội lợi dụng biến thành hành động mê tín để đi lừa đảo. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo thì phải báo ngay cho cơ quan công an để điều tra và tiến hành bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.